Anh ơi, cái cây này là cây đẹp toàn diện luôn. Thứ nhất là anh nhìn này, nhìn tổng quan là cái lá nó rất là xanh, mà nó xanh đều. Hai nữa là cái nụ nó đều tăm tắp, mà nó rất là nhiều nụ. Cái thứ ba nữa là cái gốc của nó. Gốc này là vanh 16 nha anh nhá. Đó, vanh 16 ạ. Đó, cái trồng trong cái chậu lục giác mà hai cái cạnh đối diện với nhau, khoảng cách của nó là 86 ạ. Cây này là cao 1,5 m từ mặt đất lên trên đến ngọn. Từ mặt chậu lên trên ngọn ạ. Là cao 1,5 m ạ. Cái đường kính tán của nó là tầm đường kính tán của nó là trên 1,2 m nha anh nhá. Chậu này cũng rất là đẹp. Em sẽ đi quay vòng quanh cái cây để cho anh nhìn thấy. Cái cây này là hoa hậu của vườn. Còn đâu những cái cây khác thì nó cũng rất là đẹp, nhưng mà nó bé hơn ạ. Và hai nữa là cái gốc nó không hoành tráng được bằng cái gốc này. Cái cây nó gọi là đều mà nó đẹp. Nó như một mâm xôi như này luôn. Tết là hoa thì là nó, nếu mà đến Tết âm lịch là nó chạt hoa luôn đấy ạ. Lá rất xanh, nụ mẩy mà đều ạ. Đây là cây trà thâm hồng bát diện nhá. Cái hình bông hoa của nó thì anh có thể nhìn ở góc trái màn hình ạ. Ngoài ra thì cũng có một số các cái cây khác nữa. Đấy, ví dụ như cây này, nhưng mà cái tán nó vẹo, nó không cân được đẹp. Hai nữa cái gốc của nó thì không được sánh được với cái gốc kia, nó bé hơn ạ. Nếu mà anh thích mà cái cây mà nó thoát lên một chút xíu thì có thể cái cây này cũng đẹp ạ. Em sẽ đo kích thước cụ thể cho ạ. Đây ạ, cái này vanh gốc của nó tầm được 19. À, 19. Rồi ạ. Cái cây này cũng rất đẹp. À, tổng cao từ mặt chậu lên trên đến ngọn là 1,7 m. Và cái đường kính tán thì trên 1,1 m ạ. Bây giờ là đang buổi chiều tối rồi, chập choạng rồi, cho nhìn nó cũng không rõ lắm. Nhưng ánh nắng mà lên thì sẽ nhìn thấy cái cây này rất là đẹp. Lá xanh mướt luôn ạ. Hai nữa là nụ rất là nhiều, nụ cũng căng. Gốc cây này thì đẹp. Chạc ba. Anh ơi, anh cân nhắc đi nhá. Anh ưng cây nào thì anh báo em ạ. Cảm ơn anh ạ. Các bạn có nhu cầu mua các cây trà cổ ạ, cây trà ta, đặc biệt là các cây trà rất nhiều năm tuổi rồi. Các bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ. Số điện thoại là 097 797 3535 bạn nhé. Cảm ơn các bạn.